Theo các chuyên gia, giải pháp tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nhà nhập khẩu nhằm xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường, chiến lược kinh doanh bài bản hơn sẽ tận dụng được những ưu đãi đang có với các nước thành viên hiệp định CPTPP. Tại hội thảo CPTPP, cơ hội mở rộng thị trường châu Mỹ cho hàng xuất khẩu Việt Nam bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến do Bộ Công Thương tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP được phê chuẩn và có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019. Đây là bước ngoặt quan trọng để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước đối tác thành viên nói chung và các nước khu vực châu Mỹ nói riêng. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, các chuyên gia tại hội thảo cũng chỉ ra rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác trong hiệp định CPTPP và khu vực châu Mỹ vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong hợp tác kinh tế kinh doanh như khoảng cách địa lý xa, chưa có tuyến vận tải hàng hóa và hành khách trực tiếp, sự khác biệt về ngôn ngữ và thiếu thông tin cập nhật về tiếp cận thị trường, khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ, vấn đề chất lượng. Do vậy, để khai thác thị trường CPTPP, các doanh nghiệp Việt cần nghiên cứu khả năng tận dụng những ưu đãi, các mối liên kết kinh tế và cơ sở hạ tầng sẵn có của các nước thành viên CPTPP, qua đó đưa hàng Việt Nam thâm nhập và mở rộng sang các thị trường khác thuộc khu vực châu Mỹ.